cưới nhiều năm nhưng chưa có con. Sản phẩm Ova Q1 Sperm Q đã được các chuyên gia hàng đầu về sinh sản khuyên dùng. Sản phẩm được nhận xét lâm sàng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Chính là sự khẳng định cho chất lượng sản phẩm, với nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các sản phẩm khác trên thị trường. Hiệu quả hơn, cơ chế tác động kép với nguyên liệu 100% nhập khẩu. An toàn hơn, viên nén tiện lợi không gây tác dụng phụ. Lộ trình cải thiện rõ ràng qua từng giai đoạn sử dụng. Dịch vụ chăm sóc 24/7 từ đội ngũ chuyên gia dược sĩ. Ova Q1 với cơ chế tối ưu khi kết hợp myo-inositol, L-arginin, L-acetin, L-cysteine. Ngoài ra còn bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất như vitamin E, axit folic giúp tăng kích thước, chất lượng trứng, đồng thời tạo niêm mạc tử cung đẹp, chuẩn bị cho quá trình mang thai trong tương lai. Sperm Q với thành phần chính là lycopene, L-arginin, L-carnitine, kẽm. Các thành phần đều được nhập khẩu 100% giúp ổn định chất lượng tinh trùng, 100% tăng số lượng, mật độ, thể tích và tỷ lệ di động tinh trùng, hạn chế tối đa ảnh hưởng của stress, căng thẳng và thói quen sinh hoạt. Cách dùng thuốc cực kỳ đơn giản, ngày uống 2 lần, mỗi lần một viên sau ăn. Đặc biệt, sản phẩm của chúng tôi có tem chống hàng giả. Khi mua, bạn nên quét mã QR để đảm bảo mua được hàng chính hãng. Để mua hàng, mời bạn comment ngay bên dưới video hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline 1800 6592 để được tư vấn cụ thể và nhận được những khuyến mại vô cùng hấp dẫn của chúng tôi.